Chào tất cả mọi người, hôm nay Xuân xin giới thiệu với mọi người một ngôi chùa mang tên chùa Ấn Quang và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của ngôi chùa này nhé. Và chùa tọa lạc tại 243 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng vào năm 1948 bởi Hòa Thượng Thích Trí Hữu từ chùa Linh Ứng Đà Nẵng vào xây. Lúc đầu, chùa chỉ là một ngôi Phật nhỏ lập bằng lá và có tên là Ấn Quang Tự. Và đây là toàn cảnh mà từ bên ngoài nhìn vào, và ở giữa là Phật điện của chùa Ấn Quang. Và phía bên tay phải là đền Quan Âm. Đó, mọi người thấy đền Quan Âm không? Lát nữa khi vào trong, Xuân sẽ quay rõ đền Quan Âm cho mọi người xem. Và chùa tuy nhỏ nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì chùa nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong những bước thăng trầm và phát triển của Phật giáo. Và đây là trong khuôn viên chùa Ấn Quang. Và tháp Xuân đang quay, đó là đền Quan Âm của chùa Ấn Quang. Và một lát nữa Xuân sẽ đi lên để quay tượng Phật Quan Âm cho mọi người xem. Về buổi tối thì tòa tháp lên đèn rất là đẹp, nhìn rất là trang nghiêm. Và chùa có tuổi đời hơn 50 năm nên nhìn ngôi chùa rất là cổ. Và hôm nay Phật tử đến để tụng kinh cùng với sư thầy cho nên xe dựng rất là đông. Đó. Còn phía bên tay trái từ ngoài nhìn vào đó là một tòa tháp. Và ở dưới tầng trệt của tòa tháp này là văn phòng ban quản trị của chùa Ấn Quang. Và Xuân qua nói mọi người, chùa Ấn Quang còn có một tên gọi nữa, đó là Tổ Đình Ấn Quang. Đó là chùa. Buổi tối về buổi tối chùa rất là đẹp, lên đèn rất là đẹp luôn. Và đây là giảng đường Thiện Hoa, nơi dạy về Phật, dạy về Phật đường, dạy về Phật giáo. Đó. Và năm 1950 thì Hòa Thượng Thích Thiện Hòa sau khi đi du học về được giao quyền quản lý chùa Ấn Quang, hay còn gọi là chùa, hay gọi là Tổ Đình Ấn Quang. Và ông đã xây dựng chánh điện theo kiểu chùa Từ Đàm của Huế. Đó. Và ngôi chùa này một cái đặc biệt là trụ sở chính của Phật đường học. Và dạy chùa đóng vai trò cũng rất là quan trọng. Và phía dưới tầng trệt, ở sâu bên trong khuôn viên, sau Phật điện, ở dưới tầng trệt thì đây là phòng thờ, mà một dãy gian phòng và có thờ một tượng Đức Phật ở trong đây. Và mọi người thấy là các Phật tử đang đọc kinh cùng với sư thầy. Và đối diện gian phòng thờ Đức Phật là tượng Phật Di Lặc được chạm khắc bằng gỗ, rất là tinh tế, rất là đẹp luôn. Và trên Phật điện là tượng Phật Như Lai, phía sau tượng Phật Như Lai hai bên là hai thần hộ pháp đi vào bên trong. Và phía sau tượng Phật là có một bức tranh hình cây bồ đề, nhìn rất là đẹp. Vì các Phật tử đang dọn cho nên Xuân đứng đằng xa Xuân quay. Và phía sau tượng Phật, phía bên sau tượng Phật là
bàn thờ của Phật Quan Âm, của Phật Bồ Tát. Đó. Và đây chính là đền Quan Âm. Phía trên đền Quan Âm có tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người thấy không? Buổi tối lên đèn cho nên tượng Phật nhìn rất là đẹp, nhìn rất là trang nghiêm. Đó. Nhìn rất sáng. Đứng trên đây mọi người có thể vừa cầu nguyện và có gió thổi rất là mát. Và đây là xung quanh được tượng Phật được trang trí hoa tiết hoa sen và có dòng chữ là Nam Mô Từ Bi, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó. Phía sau này là dòng chữ Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Và thôi, Xuân xin dừng video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xuân sẽ quay về nhiều cảnh chùa hơn cho mọi người xem. Mọi người thấy hay, hãy like, đăng ký và share kênh của Xuân để ủng hộ Xuân nha. Bây giờ thì Xuân xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.